em chào tất cả các bác bên em bao ship đơn hàng từ 200.000 đây là quả hồi tươi ạ quả này thì hôm qua em hái để gửi cho các bác để các bác tự phơi khô để bảo quản mình có thể dùng để làm gia vị này rồi làm dược liệu ngoài ra thì mình có thể dùng để nấu lấy tinh tinh dầu tinh dầu hồi thì rất là thơm các bạn quả hồi thì em đang bán là 70.000 một cân Đấy, quả hồi thì các bác mà các bác mà đặt thì em sẽ hái các bạn, các bác đặt thì em mới về mới hái thôi. quả hồi thường thì nó sẽ có hai vụ chính đó là sau khi cấy mùa này ấy, vụ hè thu này sau khi cấy xong thì chỗ em sẽ đi hái quả hồi, thì lúc đấy quả hồi già rồi ấy, thì mình sẽ hái quả hồi. sau khi hái quả hồi xong thì lại gặt sau khi gặt xong thì là không có việc gì làm, tại vì chỗ em thì mùa đông thì à, mùa đông thì đến rất là sớm ấy, cho nên là à, mùa đông hầu như là không làm được gì chỉ đi kiếm củi về đun thôi các bạn. Còn một vụ nữa thì còn có bây giờ thì nó có hồi từ quý nữa cơ. Hồi từ quý thì thường là mùa đông nó sẽ có một vụ nữa nhưng mà không có nhiều lắm. À, tiếp theo là ben một, à. một bên một Ben một của Hùng Nguyễn thì nhà em có hai loại đó là ben bao và ben hộp. À, bên ben bao. Đây là ben bao 10 cân. Ben bao 10 cân thì em đang bán là 470 000 một bao. Các bác lấy nửa bao là 240 ở ngoài ra thì em còn có ben hộp một cân Ben hộp một cân thì tí nữa em sẽ giới thiệu với các bác Tại vì em để mẫu ở ngoài kia Đây, đây là ben bao 10 cân này. Rất là chất lượng luôn các bạn Cái này các bác có thể dùng để bón lót này Hoặc là giải lên mặt chậu đều được Viên của nó thì ép rất là cứng Cho nên là các bác không sợ nó bị mùn ra làm bẩn giá thể đâu Ben một thì sản phẩm của Huy Nguyễn thì rất là chất lượng rồi ạ Ở đây là bí thơm Đây là bí thơm bác ạ. Cái này thì em đang bán là 16 000 một cân. bí này thì có hai loại đó là bí xanh và bí phấn trắng, chất lượng của nó thì như nhau. Cái quả này thì rất là già rồi các bạn, cho nên là về các bác không cần cho vào tủ lạnh để bảo quản đâu, để ngoài vẫn được. Cái này thì mình có thể là để nấu canh này, xào này. Thực ra là cái bí xanh này mà xào với gừng thì rất là thơm các bác rất là ngon luôn. hoặc là các bác luộc cũng đều được, đều rất là ngon, rất là dẻo và thơm. Uh, em không biết là ở vùng khác thì có trồng được không nhưng mà ở chỗ em thì khí hậu mát mẻ cho nên là trồng rất là tốt cây này thường thì sẽ gieo hạt vào cuối mùa đông ấy cho nên là các bác mua quả về mình cũng có thể để hạt được các bạn nói chung ở chỗ em thì gieo thì thì cũng toàn để cho giống vụ sau là theo quả thôi chứ không phải là mua giống ở đâu đâu ạ quả thì mình sẽ về mình uh, bỏ hạt ra xong là mình phơi khô mình để sang năm tầm khoảng cuối mùa đông thì mình sẽ uh, gieo hạt và sang xuân mình sẽ trồng đấy đó là vụ chính của nó là sang đầu xuân là sẽ trồng, trồng thì tầm khoảng 5 tháng là sẽ được thu hoạch. À, còn đây là củ bình vôi trắng, củ bình vôi trắng thì vừa làm cảnh vừa làm thuốc đều được các bạn. Em đang bán là 30.000 một cân. À, củ này thì à, các bác nếu mà làm thuốc thì các bác cứ xẻo từng bên một đi, xẻo từng bên một về mình mang về phơi khô, mình sắc nước uống à, chữa mất ngủ này rồi đau dạ dày rất là tốt. À, Củ này thì nếu mà các bác mà muốn ít đất trồng ấy mình có thể trồng vào chậu được hoặc là các bác có thể trồng bự theo bờ rào ấy cũng được các bạn Đây mình đặt xuống, mình đặt xuống thì nó sẽ dễ nó sẽ mọc ra đây Đó, dễ nó mọc ra đây và mầm nó sẽ lên đây. ở phân thuốc cho hoa lan thì nhà em vẫn có các bác nhé, bao gồm có bên 1 ạ. À. Bên 1 đây bên hộp 1 cân đây ạ. À. Lúc nãy thì em có nói bên hộp 1 cân đây. Ở hộp này là 55 000 một hộp hộp một cân thì ben ben bao thì nó sẽ rẻ hơn các bác mà dùng nhiều thì nên chọn ben bao đây ạ còn ben 3 phân rơi thì là 40.000 hộp là 5 lạng còn phân chùn quế thì nhà em có hai loại đó là trùng quế v mít chùn quế v mít là 45.000 một cân đây hạt nó này so với hạt của của uh, ben một thì nó bé hơn uh, và v pro ạ uh, v pro thì hạt nó to hơn hạt uh, v mít này và cái này là 50.000 một cân ngoài ra có bao bách bb là 35.000 một cân này Cái này làm uh, túi lưới đựng phân Túi lưới đựng phân thì em đang bán theo lạng các bạn 10.000 một lạng Chỗ này là hai lạng cơ Đấy. Ngoài ra thì em còn có túi lọc Túi lọc này là 35.000 một bịch 100 cái kích thước của nó là 7 x 9 Các bác nên chọn cái kích thước này Tại vì kích thước này thì sẽ vừa đựng để Được cả phân hữu cơ vừa phân vô cơ đều được Các bác mà lấy cái loại nhỏ 5 x 7 Thì chỉ để được phân vô cơ thôi Tại vì rất là bé uh, Em gieo ạ à, Em gieo này xử lý Uh, phân giải khử mùi với thải hữu cơ em gieo thì một gói như thế này thì là 27.200g và một gói như thế này nó sẽ xử lý được tầm 1 tấn ạ. Ngoài ra thì em còn có chiâu được ma ma thì một gói sẽ xử lý được uh, 2 đến 3 tấn gói 1 cân 40.000 ở fe Donna thì cái này là feonana 10 10SC cái này là gồm một gói 5 ml sẽ uh, dùng được ở pha cho một lít nước Ở ngoài ra thì có em còn có Fenona 20SC Fenona 20SC sẽ là 40.000 100 ml Ờ, hóc tăng trưởng thì nhà em có super thai super thai này là uh, hàng nguyên đai và lọ là 60 ml thì em đang bán là 120.000 một lọ 120.000 một lọ như thế này ngoài ra em có ridomin ở uh, ridomin gold ạ à. gold thì cái này là 55.000 các bạn Ăn chắc ăn chăn con là 47.100 gram à, uh, Thuốc chuột cái này thì là 50.000 Ngoài ra thì uh, diệt vi khuẩn thì em có Stanner Stanner là 20.000 một gói uh, Kinh kin Bun là 25.000 gói Gói nó là 45 gram Còn về phân phân bón lá thì nhà em có sản phẩm của Gromo bao gồm có 30 10 10, 20 đều và 6 30 30. Cái này thì em đang bán là 27 000 một lọ. sản phẩm của đầu châu ạ, đầu châu thì em có đầu châu 701 và đầu châu 901. Đầu châu 701 thì là uh, kích thích ra hoa với chỉ số NPK là 10 30 20 lân kali cao. Còn dưỡng hoa lâu tàn thì có 901 sẽ có là 15 20 25 nano đồng thì em đang bán là 30 000 các bạn. Còn phân di, thông minh di nan đây hạt tím đây các bác uh, bón gốc thì nó sẽ nở lên thành viên màu tím đấy ạ. Cái này là 25 000 lọ lọ này là lọ 150 g. Ngoài ra thì em còn có lọ cây trưởng thành lọ to 1,25 cân, lọ này là một uh, lọ này thì là 10, bao nhiêu nhỉ? Lọ này 170 000 Ờ, uh, duy xanh ạ, uh, duy xanh là 45.000, duy đỏ là 55 ở uh, siêu lân uh, siêu lân đỏ uh, siêu lân đỏ thì một uh, siêu lân đỏ thì lọ này sẽ là 25 mươi năm một trăm ml ở uh, phisan phisan năm mươi năm uh, nghìn ạ anvin chị dì sắt đốm lá là 40 mươi nghìn movento chị diệp là một trăm mười nghìn kích thích sinh trưởng nhà em có atonic atonic thì một lọ như này là 80.000 100 ml ngoài ra em còn có uh, loại hộp nữa uh, cũng là 80 mươi Hộp của nó cũng là 100ml nhưng mà nó sẽ chia thành 10 gói Các bác cũng có thể lấy lẻ gói được ạ Dưỡng chất AB là 70.000 Cái này chuyên kích mầm chai này Các bác có những mầm đặc biệt là lan kiếm ấy. Lan kiếm này, những cái mầm nó chai ấy. Thì Các bác nhỏ vào thì nó lên rất là tốt luôn Lan kiếm, lan thân thòng dùng đều được Chế phẩm Hùng Nguyễn 6 trong 1 Chế phẩm Hùng Nguyễn thì em đang bán là 25.000 một lọ Mà các bác lấy từ 10 lọ là còn 220.000 Ờ, siêu mộc kỳ là 50.000 ạ Kích hoa của Thái Alpha Omega kích hoa thì 35.000 Này trồi 35.000 à, ờ, Diệt nấm mốc răng rêu vi khuẩn nhà Em có uh, Bencona Bencona thì là 25.100 ml B1 Thái ạ à, B1 Thái có lọ 100 ml là Lọ 100 ml là 25.500 ml 85 và 1 lít là 140 Đấy, Đạm cá là 50.000 Đạm cá lọ này là 250 ml ở kích rễ thì nhà em có bio rốt hàng chiết là 70.000 100ml này Và N3M là 25.000 lọ 100g Giải độc chống xúc cây cảnh thì có Ami Green Ami Green là 40.000 các bạn Dây buộc lan cuộn to là 40.000 này Cuộn bé 50m cuộn này có 25.000 thôi Còn uh, chậu móc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bạn nhé Chậu sen, chậu bí này Chậu bí là có phi 20, 25 và 30 là giá là 10.000, 12.000 và 16.000. Còn chậu sen thì có giá là 10.000, 13.000 và 21.000. Chậu nan thẳng thì nhà em có nhiều kích cỡ phi 20, 25, 28, 30 và 35. Phi 20 là 6.000 ạ. À. Phi 25 đo thực tế được có 23 thôi thì là 10 ờ uh, 7.500. Phi phi 28 11.000, phi 2 ờ uh, phi 30 cũng là 11.000 các bạn. Còn phi 35 thì là 17.000. Đây chậu bé, chậu đen này, chậu chậu đen Ờ, phim 16 là 3.000 Phim 18 là 3.500 Rồi các bác em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em Vâng em chào tất cả các bác